Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy lộc tài. Thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong cuộc đời của mỗi người sẽ có hàng ngàn, hàng vạn giấc mơ khác nhau. Mỗi giấc chiêm bao lại gắn liền với những cung bậc cảm xúc riêng, buồn vui lẫn lộn và đôi khi là cả sự xúc động nghẹn ngào. Đến đây thì tôi cũng xin được hỏi bạn một chút rằng bạn đã bao giờ mơ thấy người thân đã khuất của mình hay chưa? Đó có thể là một người mà bạn vô cùng yêu quý và luôn thương nhớ khôn nguôi nhưng đã rời xa thế giới này vĩnh viễn. Khi gặp phải giấc mơ này, nhiều người nghĩ đơn giản là do mình đang suy nghĩ quá nhiều. Một số khác lại cho rằng đây là điềm báo nào đó sắp xảy đến trong tương lai mà người đã mất đang tìm cách nhắn gửi đến mình. Vậy bí mật ẩn giấu đằng sau giấc mơ thấy người thân đã khuất là gì? Và đây là điềm lành hay là điềm dữ? Hãy cùng kênh Phong Thủy Lộc Tài tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Bạn thân mến, khi nằm mơ thấy người thân quen đã mất của mình hiện về, nhiều người sẽ cảm thấy hoang mang, lo sợ và bị ám ảnh. Mỗi giấc mơ sẽ có một trường hợp, một hoàn cảnh diễn biến khác nhau và mang lại một điềm báo khác nhau. Điềm báo đó có thể là một chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, cũng có thể là một chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng đến bây giờ nó vẫn là một khúc mắc trong lòng bạn, hoặc thông qua giấc mơ, nó có thể hiểu được tính cách, tâm tư, tình cảm của bạn đối với người thân đã mất và cũng có thể là người mất đang cố gắng nhắn nhủ điều gì đó với bạn thông qua những giấc mơ. Vậy giấc mơ thấy người thân đã mất từ lâu mang lại điềm báo và ý nghĩa gì? Hãy cùng Phong Thủy Lộc Tài tìm hiểu. Thứ nhất, bạn nằm mơ thấy mình đang nói chuyện với người thân đã mất từ lâu. Nếu bạn nằm mơ thấy mình nói chuyện với người thân quá cố, thì đây là giấc mơ mang điềm báo rằng họ vẫn luôn ở cạnh bạn, bảo vệ và phù hộ cho bạn gặp được nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống, công việc. Mơ thấy mình đang nói chuyện với người đã mất nhưng đem đến cảm giác đau buồn cho người nằm mơ, thì đây chứng tỏ người đó rất quan trọng đối với bạn. Họ ra đi để lại niềm xót thương vô hạn và luyến tiếc. Còn nếu như nằm mơ thấy đang nói chuyện với người thân quá cố nhưng lại cười nói vui vẻ, thì đây là điềm báo rằng rất có thể thời gian sắp đến bạn sẽ gặp nhiều chuyện không may mắn, bất trắc trong công việc. Tuy nhiên, nếu bạn có nghị lực và ý chí kiên định thì bạn có thể vượt qua. Thứ hai, bạn nằm mơ thấy người thân đã chết từ lâu hiện về nhưng không nói chuyện. Nếu bạn nằm mơ thấy người thân đã chết từ lâu và hôm nay bạn lại gặp họ trong giấc mơ thì có thể xem như đây là một tín hiệu, một lời nhắn nhủ của người thân đối với những người nằm mơ. Gặp được người thân đã mất từ lâu chứng tỏ họ muốn nói với bạn rằng họ vẫn luôn bên cạnh bạn, bảo vệ và phù hộ cho bạn. Nếu bạn ngủ mơ thấy người thân đã chết cũng có thể nguyên nhân là do bạn luôn nghĩ về họ. Bạn luôn có mong muốn gặp lại họ để hỏi thăm họ còn sống, có khỏe mạnh hay không. Cũng có thể trước lúc người đó mất, họ muốn gặp bạn hoặc bạn muốn gặp họ nhưng không kịp. Thông thường thì những người đã chết từ lâu xuất hiện trong giấc mơ của bạn sẽ trẻ hơn và khỏe mạnh hơn so với trước khi họ qua đời. Đây chính là điều nhắn nhủ, họ vẫn khỏe mạnh và bạn nên yên tâm. Giấc mơ thứ ba, chiêm bao thấy người cha hoặc mẹ đã mất của mình. Nếu bạn ngủ mơ thấy cha mình đã mất từ lâu, hiện về thì đây là lời nhắn nhủ. Bạn nên đề phòng cẩn trọng hơn với những mối quan hệ xung quanh mình. Bạn có thể sẽ bị tổn thất, mất mát về danh tiếng hoặc về tiền bạc. Có thể đang có một người nào đó lợi dụng bạn, lấy danh tiếng của bạn để làm điều xấu, gây nhiều ảnh hưởng không tốt. Còn nếu như bạn nằm mơ thấy gặp lại người mẹ đã mất từ lâu, thì đây là giấc mơ mang ý nghĩa rằng bạn nên cẩn trọng bảo vệ mình khỏi những thói quen tật xấu từ bạn bè, đồng nghiệp. Một số người xung quanh bạn đang rủ rê bạn làm một việc gì đó trái với pháp luật và bạn nên nhất quyết từ chối, không nên để sự việc diễn ra theo những hướng tiêu cực. Thứ tư, ngủ mơ thấy mình đi dự đám tang của một người thân đã mất. Nếu bạn chiêm bao thấy mình đang đi dự đám tang của một người thân đã mất từ lâu, thì đây là giấc mơ có ý nghĩa rằng mọi việc trong tương lai sẽ diễn ra tốt đẹp. Công việc của bạn suôn sẻ, thuận lợi và đạt nhiều thành công. Bạn có thể sẽ được thăng chức hoặc được cấp trên ghi nhận thành quả tăng lương. Nằm mơ thấy cảnh hỏa táng người thân quá cố thì giấc mơ này mang ý nghĩa rằng công việc học hành, công việc, cuộc sống của bạn sẽ càng tiến triển nhanh chóng. Còn nếu như bạn nằm mơ thấy quan tài của người thân đã mất thì đây là điềm báo bạn sẽ từ bỏ được một thói quen xấu nào đó để có thể hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Thứ năm, giải mã giấc mơ thấy người thân bị tai nạn giao thông. Dù biết rằng giấc mơ cũng chỉ là mơ mà thôi, nhưng nó muốn báo hiệu những ngụ ý gì đây? Phải chăng giấc mơ thấy người thân bị tai nạn đang tái hiện lại nỗi sợ hãi khi tham gia giao thông của bạn trái ngược hoàn toàn với những điểm dữ có trong giấc mộng, thì giấc mơ này tiên đoán được trước sự mọi sự khởi đầu may mắn.
Nó cho thấy rằng những người thân của bạn sẽ gặp được cát tường và hạnh phúc. Bạn cũng không cần lo ngại về việc giấc mơ sẽ ảnh hưởng đến người thân của mình. Những người mà bạn yêu thương này sẽ luôn được che chở và sống một cuộc sống an lành. Do đó bạn không nên lo lắng quá nhé. Ngoài ra giấc mơ này cũng muốn đem đến cho bạn những cơ hội mới mẻ. Có thể lần này sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của bạn. Vì thế bạn hãy xem xét thật kỹ để nắm bắt được cơ hội lần này nhé. Quý vị thân mến, giấc mơ về người thân yêu luôn khiến cho ta có cảm giác ấm áp, giống như đang được ai đó bảo vệ và che chở vậy. Thậm chí có nhiều người còn mơ thấy những người thân ở ngay bên cạnh mình, dù hàng ngày vẫn thường xuyên tiếp xúc, cười nói vui vẻ với nhau, nhưng đêm về ta vẫn nằm mơ thấy họ. Vậy những giấc mơ này liệu có phải là điềm báo sau đó liên quan đến người thân của bạn hoặc chính bạn hay không? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, nằm mơ thấy ba hoặc mẹ. Nếu trong giấc mơ bạn thấy mẹ mình thì đây là một giấc mơ tốt lành, báo hiệu nhiều may mắn sẽ đến với bạn trong thời gian tới. Đặc biệt trong chuyện tình cảm, khi ở bên người ấy bạn sẽ luôn thấy hạnh phúc. Bạn mơ thấy người thân là ba của mình. Giấc mơ báo hiệu trong thời gian tới bạn sẽ gặp được thăng tiến trong công việc, tài lộc dồi dào. Bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi vận may đến với mình trong tương lai nhé. Thứ hai, nằm chiêm bao thấy chị gái. Bạn biết rằng hình ảnh chị gái trong giấc mơ tượng trưng cho người mẹ luôn chăm sóc, che chở cho những đứa con thân yêu của mình. Đây là một giấc mơ lành khi nam giới mơ thấy chị gái nếu chưa có gia đình, có nghĩa là người đó đang mơ về cuộc sống hôn nhân tốt đẹp. Nếu là người đã kết hôn thì giấc mơ này phản ánh cuộc sống hôn nhân hiện tại của họ rất hạnh phúc. Nữ giới mơ thấy chị gái là dấu hiệu cô ấy đang nhớ về người mẹ của mình. Đặc biệt nếu trong giấc mơ thấy mình đang tâm sự với chị gái thì là điềm báo bạn sắp có tin vui về hôn nhân, công việc. Thứ ba, nằm mơ thấy em trai. Thường thì nữ giới sẽ có những giấc mơ về em trai nhiều hơn so với nam giới. Giấc mơ đó mang tin tốt lành về gia đình, người thân. Trong giấc mơ của nữ giới, em trai tượng trưng cho mạnh mẽ và quan trọng. Do vậy, nếu nữ giới mơ thấy em trai, thường ám chỉ phần nam tính ở họ đang mạnh hơn. Với phụ nữ chưa kết hôn, hình ảnh người em trai xuất hiện trong giấc mơ là điềm báo rằng cô ấy sắp có tin vui về hôn nhân. Với phụ nữ kết hôn, giấc mơ đó sẽ là dấu hiệu về đời sống vợ chồng đang hòa hợp, hạnh phúc. Ngoài ra, nếu nam giới mơ thấy em trai mình thì đây là giấc mơ ngụ ý nhắc nhở các thành viên trong gia đình nên có sự cảm thông và yêu thương nhau hơn. Quý vị thân mến, sau khi theo dõi chương trình ngày hôm nay, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy an tâm rồi khi nằm mơ thấy những người thân của mình, dù là họ đang còn sống hay đã rời xa thế giới này. Chỉ cần bạn luôn sống đúng với cái tâm của mình và hãy trân trọng gia đình khi có thể thì mọi điều sẽ may mắn, tốt đẹp sẽ đến với bạn mà thôi. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.